Như thông tin trước đó mà chúng tôi đã cung cấp, sân Thống Nhất sẽ được cải tạo lại khán đài B để phục vụ Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026. Điều làm khán giả thắc mắc là đến bao giờ dự án mới được triển khai? Và mới đây, một lãnh đạo ngành thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết, hiện kinh phí để sửa chữa sân đã có, nhưng kế hoạch vẫn đang được trình lên Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh chờ phê duyệt. Khi mọi thủ tục hoàn tất thì có lẽ phải kết thúc mùa giải 2023-2024 sân mới có thể tiến hành sửa chữa được. Được biết, kinh phí để sửa chữa khán đài B sân Thống Nhất và một số phòng chức năng của sân là 149 tỷ đồng. Dự kiến, sau nâng cấp sức chứa sân Thống Nhất sẽ tăng thêm khoảng 5.000 chỗ ngồi, lên 19.000 khán giả. Hiện tại, khu vực khán đài B sân Thống Nhất đã dừng hoạt động để chờ ngày cải tạo.